hiền lành bố thí, hành trì giới đức từ tu thân, luôn nhẫn nhục vui ưa thiền định, tâm vắng lặng quan sát pháp màu, chẳng khởi sân không tạo ác khẩu, lòng cung kính chùa miếu trang nghiêm, khiêm hạ xa lìa tâm kiêu ngạo, thực hành đạo pháp huệ sáng chẳng sớm.